Thì bây giờ đến cái phần này đúng không? Phần hai cái ảnh này thì chúng ta đi copy cả hai cái về. Chuột phải vào này. Chuột phải vào cái ảnh này. Save image as. Chuột phải về và trỏ trong thư mục của mình. Đây là thư mục 07 rồi. Đây là ảnh major new. Save xuống. Còn ảnh này là ảnh các bạn cũng save luôn. Ảnh minor. Minor new. Lưu luôn. Không nói nhiều. Đẩy về. Được chưa? Kéo tôi hai cái ảnh này về, copy về. Sau đó chúng ta kéo xuống cái phần logo xong rồi này, mega menu xong rồi này, container đây, major new code 8. Đó là phần này. Thì chúng ta để ý này, chúng ta phải để làm giao diện, chúng ta phải thật là để tinh ý. Khi mà chúng ta hover cái ảnh, các bạn nhìn thấy nó có cái đoạn phía dưới góc kia. Góc dưới bên trái. Khi mà ra cái đường dẫn như vậy, tức là nó là một cái thẻ A. Được chưa? Chỉ có duy nhất thẻ A là có cái tròn này thôi. Cho nên khi các bạn hover vào đâu, thứ nhất là cái con tròn chuyển sang hình bàn tay. Và cái ở góc phía dưới thì chúng ta nó có cái đường dẫn sang một trang khác, thì đấy nó là biểu hiện của thẻ A nhé. Thì ở đây cách dùng của chúng ta đó là thẻ A chứa thẻ IMG. Đây thẻ A tôi hát rep bằng thăng. Trong thẻ A này tôi sẽ chứa thẻ IMG. Có src bằng major new.jpg. Major new.jpg. Chính là cái ảnh chúng ta vừa mới kéo về đó. Xong chưa? Được chưa? Xếp xuống và chúng ta ra ngoài, chúng ta reload trang. Ta thấy cái ảnh chưa? Dễ đúng không? Chẳng có cái vẹo gì, biết vì sao nó lại được như này không? Vì sao? Chúng ta. Đây là còn lỗi đấy. Chúng ta thiếu cho tôi một cái ở trong này nữa. Chúng ta có một cái IMG. Cái style cho IMG là width bằng 100% auto. Viết cái thẻ này vào. Khi mà chúng ta viết IMG width 100% này, tức là nó cái thẻ ảnh ấy, nó sẽ mặc định nó rộng hết chiều rộng. Nó sẽ rộng hết chiều rộng của thẻ tra chứa nó. Được chưa? Thì đấy là cái phần rộng vào, rộng ra. Các bạn thấy không? Lúc này nó hơi nhích vào đúng không? Nếu tôi comment cái này vào, các bạn coi này. Tôi comment này vào. Các bạn thấy nó zoom out to rồi đúng không? Nhưng nó sẽ bị mất một phần ảnh. Nhưng mà nếu mà tôi bỏ cái comment cái này đi, các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hơi thu nhỏ lại để hiển thị hết. Nhưng tất nhiên cái tỷ lệ ảnh cũng được giữ như cũ. Được chưa? Xong bây giờ các bạn khi mà hover vào nó thành cái gì đây? Hình bàn tay chưa? Đúng không? Đó là cái cách chúng ta làm cái ảnh kiểu như thế này. Xong. Xuống phía dưới là đường dẫn đến cái We Choice Award này đúng không? Nó copy cái này. Copy cái text. Các đố các bạn biết lên tên thẻ mấy, thẻ bao, thẻ gì? Ăn mấy? Tại sao lại là H1, tại sao lại là H2? Tại sao không phải là thẻ P? Tại sao không phải là thẻ A? Mà lại là thẻ H? Hả? Sao? Tuyệt đối chúng ta phải lưu ý cho tôi nhé. Một trang, chúng ta mới nói là một trang chỉ có duy nhất một thẻ H1 thôi. Được chưa?
Cho nên chúng ta sẽ không dùng thẻ H1 ở đây, chúng ta hoàn toàn có thể sửa lại cái này thành thẻ H2 hoặc là thẻ H3 nếu muốn. Thường thường người ta đã dùng thẻ H2. Cái này chúng ta để dưới thẻ A kia. Đố các bạn biết là ở đây người ta sẽ để thẻ H2 trong thẻ A hay thẻ A trong thẻ H2? A trong H2 hay là H2 trong A? Đố các bạn biết đấy. Thử xem nhé. Thẻ A trong thẻ H2. Đây, thẻ H2 ở ngoài này. Thấy không? Đó là thẻ A, thẻ H2 trước, xong rồi đến thẻ A. Rồi, bây giờ chúng ta reload trang của mình. Đúng chưa? Biết vì sao người ta lại để thế không? Thường thường ấy, người ta sẽ để cái người ta style ấy. Ví dụ như ở bên này các bạn nhìn thấy người ta style là cái gì? Chữ không có gạch chân khi hover và chữ mờ đi một tí, đúng không? Đúng nhá. Thì ở đây người ta sẽ là viết style cho thẻ A chứ không ai viết style nhiều cho cái thẻ H2 này cả. Đó, thì chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta để đây là cái class là unit a new trừ title href chẳng hạn. Tôi thích để như này. New title href chẳng hạn. Không thì để link cũng được. New title link. Đường dẫn đến tiêu đề phải viết. Xong chưa? Chúng ta style nó, kéo xuống dưới đúng cái phần là cái phần CSS nào của major ấy, chúng ta viết ngay ở dưới. Là chúng ta sẽ có cái new title link này. À quên nhầm, cái new title link này là phải dùng phần dùng chung. Xin lỗi các bạn. Đây. Chúng ta kéo lên phần dùng chung ở đằng trước cái mấy cái côn ấy, dưới cái container này. Chúng ta sẽ để đây là new title link thì nó sẽ có là text decoration bằng none. Đúng không? Decoration bằng none. Reload. Được chưa? Rồi thì gì nữa? Mà thực ra chúng ta hoàn toàn có thể xử lý là thẻ A của chúng ta có text decoration bằng none luôn, đỡ mệt. Thì chúng ta sẽ giải phóng được cái text decoration bằng none của thằng này. Đây, thẻ A có text decoration bằng none. Còn ở đây chúng ta sẽ có cái new title link là 2.hover. Thì chúng ta sẽ sửa nó sang thành một cái màu khác, nó bớt đậm hơn so với cái màu kia. Đúng không? Theo các bạn nó là màu gì? Đây này. Cái này này, đây new title cái thẻ A. Cái thẻ A này text color. Color bằng màu gì? 000 cho màu đen. Rồi. Bây giờ khi mà thẻ A này chúng ta sẽ hover vào. Đây thẻ A tôi tính hover này. Hover color bằng 555. New title link 2.hover thì color sẽ chuyển sang màu thăng 555. Đấy là cái màu nhờ nhờ của các bạn này. Các bạn nhìn thấy. Reload trang. Chúng ta sẽ có như sau. Giống chưa? Và cuối cùng chúng ta kéo nốt cái phần text ở phía dưới này, vứt lên. Đây là thẻ gì? P rồi, rõ ràng. Nó bỏ ra ngoài thẻ A. Được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ bỏ nốt mấy cái border này đi. Thì nó sẽ nhìn nó khá là sáng sủa. Được chưa nhỉ? Nhưng mà các bạn sẽ vẫn nhìn thấy là nó hơi sát lề, đúng không? Nó hơi bị sát lề quá. Bây giờ sao?
rồi sao để nó đỡ sát lề. Hả? Padding cho thẻ Major New này à? Hay padding cho thẻ A, thẻ H2 này và thẻ P? Thẻ nào? Thẻ P này hả? Thử nhá. Rồi. Rồi đây này, padding gì? 0 5 pixel. Được chưa? Tiếp theo thế ví dụ ở trên này ra. Thẻ H2 này tôi cũng tiến hành padding 0 5 pixel. Có được không? Sao? Có được không? Sao? Trả lời đi chứ. Padding không chứa này đúng không? Padding cái này gì? Thử nhá. Padding 0 5 pixel. Phần chứa gì? Tách nào? Đây à? Đây các bạn nhìn này. Đây là tôi đang thẻ H2 này, thẻ P này tôi đều có set padding 0 5 pixel. Tôi có cách nào để xử lý cho thằng này không? Nó đang chung này. Chả nhẽ bây giờ thẻ H2 ở nằm chúng ta sẽ có selector là Major New H2 và P đều là padding 5 pixel, tức là chúng ta phải viết ra hai cái. Hay làm như nào? Lớp gì? Lớp mặc định. Cũng có thể. Ví dụ ý của bạn cũng khá là hay khi mà chúng ta ví dụ như thế này. Chúng ta có một cái lớp mặc định ở đây, ví dụ như kiểu là PAD trừ 0 trừ 5 chẳng hạn, đúng không? Nếu mình thích thì mình sẽ để là padding 0 5 pixel. Sau đó mình copy cái lớp này vứt vào đây đúng không? Vứt vào thẻ A à, thẻ H2 này class, và vứt vào thẻ P này class như này đúng không? Được chưa? Đây là một cách đúng không? Nhưng mà tại sao các bạn không nghĩ đến cái cách là viết một thẻ deep có class là padding 0 5 pixel, kêu bạn nhấc hai cái thẻ này vào trong? Tại sao không nghĩ đến cái điều này và bỏ cái lớp này đi? Này có được không? Có gì thay đổi không? Được chưa? Sao? Thế thì làm đi cái gì nữa? Ngồi nhìn gì? Tôi lý giải vì sao mà chúng ta làm thế. Nhất, chúng ta không bao giờ được padding cho cái padding hoặc padding cho những cái thẻ code. Được chưa? Bởi vì thẻ code nó thích cứng cái số lượng phần trăm đấy của chúng ta vào đấy rồi. Cho nên chúng ta không nên padding hay margin của nó, nếu không nó sẽ bị nhích cho một, bây giờ kể cho các bạn nhích cho một pixel thôi, nó bị đẩy ở bên cạnh dưới. Được chưa? Đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai, khi mà chúng ta đặt một cái thẻ deep vào trong này, nếu chúng ta đặt một thẻ deep vào trong này thì width thì cái thẻ deep này nó có cái display là gì? Block đúng không? Block thì mặc định nó rộng, chiều rộng của nó rộng hết phần trăm, còn ở trong của nó thì không quan trọng đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm padding nó thoải mái để nội dung ở trong nó tự động nó co lại, được chưa? Chúng ta không cần quan tâm đến cái chiều rộng của thằng con nữa. Đó là cái cách chúng ta làm. Được chưa? Các bạn làm xong phần này đi. Làm xong phần này cho mình đi.
Xong chưa? Đẩy cốt lên nhá. Có phần nào không theo được hay là bị chậm thì ấy, để còn tôi còn giảng lại. Xong chưa? Sang phần tiếp nhá. Thế còn cái này thì sao? Cái bên này. Cái này này. Ảnh này thường thường là nó sẽ khá là to. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó to thì nó không bé đấy. À đâu, ảnh này ảnh dọc mà. À, thế thì tốt rồi. Bây giờ chúng ta làm nào với cái này? Các bạn làm được cái việc này không? Copy cái này, vớt xuống dưới, sửa cái này thành minor. Được chưa? Chúng ta sẽ hiển thị được hai cái ảnh. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy cái gì? Kinh quá đúng không? Khiếp quá. Bây giờ sao giờ? Làm nào để cho cái ảnh này, thứ nhất là cái ảnh này nó dài bằng cái ảnh này, và chúng nó phải cách nhau ra một tí. Theo các bạn làm cách nào? Tôi thử tí nhá. Ảnh này nó dài hơn, thực ra là cái tỷ lệ hai ảnh người ta đã cắt rồi đấy, chứ không phải là chưa cắt đâu. Nhưng mà tại sao ảnh này nó lại ngắn hơn so với cái ảnh này? Nếu mà chúng ta bây giờ tăng cái padding của chiều ngang của nó lên, ví dụ như chúng ta để đây padding 0, 10 pixel. Wow, sao trời. 0, 10 pixel tăng lên. Ủa, nó bị đẩy không ạ? Rồi, ok. Chúng ta thử như này xem nhá. Cái ảnh này đúng không? Chúng ta lại có deep. Chúng ta vứt đây đã. Tôi vứt ngay xuống. Chưa động chạm gì đến nó. Chưa style tiếc gì cả. Rồi, như cũ này. Rồi, bây giờ chúng ta có cái deep này. Chúng ta thử padding 0, 10 pixel. Ồ, cái này bị ngắn đi. 5. Và bây giờ ở thằng dưới ok. Vậy thì chúng ta nhét luôn cái class này vào đấy, hoặc là nhét thằng này vào đấy. Còn cái thằng ở dưới này, cái ảnh minor này, cái ảnh minor này, chúng ta thử xem để nó như thế nào. Đây, minor padding 5, 10 năm đúng không? Rồi, đều chưa? Chúng ta tăng lên 8 pixel padding vào trong. Khi mà bỏ background tự động là hai thằng này sẽ màu trắng. À quên nhầm, cái này không phải. Xin lỗi các bạn. Đây chứ. Riêng thằng thẻ deep này, đây thẻ deep. Deep này chứ. Ta sẽ thêm nó là padding 0,8 pixel, 7 pixel, 0,7 pixel cho thằng minor này, thì tự động nó sẽ bằng nhau và có một khoảng cách nhất định. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cho nó một cái class nữa là minor new chẳng hạn. Thế vậy thì không nên nhét cái này vào. Chúng ta không nên nhét cái này vào. Chờ chút nhá. Deep class là new trừ body. New trừ body. Và class ở dưới này cũng là new trừ body. Rồi ok. Chúng ta xử lý như sau.
Major new. Major new. Đến class là new body thì nó sẽ có padding là 0 5 pixel. Nhưng mà minor new cũng cái lớp new body đấy, chúng ta sẽ có padding. Padding là 0 và 7 pixel. Rồi xong. Và chúng ta nhấc nốt cái text ở đây sang. Nhấc nốt cái nội dung của cái phần này xuống dưới này. Thẻ H2 rồi thẻ A thăng viết xuống. À nhầm. Đây. To quá, chữ này lại to quá. Thế vậy thì chúng ta có khi là phải chuyển nó xuống thẻ H3. H3. Rồi, chuẩn luôn. Thẻ H3 và ở cái thẻ A này nó sẽ có class là new title link. Tôi đẩy cốt lên nhé. Đây. Thế ghi xong được không? Ai có lỗi thì ơi.
Mày cô không biết, tôi biết chắc. Đấy. Thì cô cũng biết vậy. Thấy thế nào? Đấy đúng không? Rồi. Rồi.
xong nhét cái headbar vào trong. Đấy là xong cái phần này rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bỏ loại bỏ cái background của chúng ta đi. Background của thằng này đi. Thì ở bên CSS của chúng ta sẽ có cái minor, major là background, chúng ta quăng cả nó đi luôn đấy. Vứt. Minor cũng vứt. Tôi vừa làm gì ạ? Major new quăng này. Minor minor new quăng nốt. Major và minor đều quăng đi nhá. Cho anh nhìn thấy nó cách giảm chút đúng không? Nếu thích border thì border nó vào. Vậy thôi. Cứ được như này đã. Xem thằng này nó cách ở trên. Đây, các bạn nhìn nó còn cách ở trên một đoạn này. Đúng không? Cách ở trên một đoạn này chúng ta cũng cách các bạn. Rồi các bạn xong bỏ cái màu chưa? Rồi bây giờ cách ra một tí nữa. Thì chúng ta có cái phần gì nhỉ? Hot new à? Đây, cái lớp hot new này chưa động chạm gì đến đúng không? Copy. Search xem có chưa? Đây, hot new rồi. Margin bottom. Thì chúng ta sẽ để là margin 20 0, tức là cách trên cách dưới 20 pixel và trái phải không cách tí nào. Đó. Tiếp theo đến cái gì? Phần này đúng không? Cái này thì dễ quá, chẳng có cái vẹo gì luôn. Sao? Phần này các bạn có làm được không? Làm cho tôi phần này trong vòng 10 phút thử xem sao. Đây, 1, 2, 3, 3 gạch. Không phải làm hai cái nút này đâu nhá, hai cái nút để kệ nó. Được chưa? Chỉ làm tôi ba cái ảnh và chữ ở dưới thôi, ba mấy cái dấu chấm này cũng kệ nó, không động chạm gì cả. Làm tôi cái ba cái ảnh kia.
có làm được không? Ba cái này cái tầm này mà không không làm được thì liệu hồn. Sao nó sẵn sàng nhau cái tâm hình được để chết sẵn biết cho một thẻ con ở trong một thẻ đít con ở trong nó phát hình được thẻ đít con đấy. Thế là mà con nó thụt một tát, thế là cha thì thói một tát kia thôi. Đó. Nào H4 nữa kìa, đó H4. Thế nhưng mà giờ để cơ hô con hát kìa. Nào. Over cái thẻ A ở trong kia không ra link đâu. Thank you.
kéo các cục về lấy từ ngoài vào. Kênh 14 CDN copy ngay cái ảnh về cũng đúng được link của nó. Không chưa? Thằng bạn về nhau. Phải chưa? Không dùng kiểu này. Bỏ ngay thói quen kiểu đấy. Làm sao thầy? Để link nhỏ làm sao? Nếu sau này mất mạng được không? Thì mình có phải làm thật đâu. Không. Để nào? Bỏ ngay cái thói đi. Sau này thành tự nhiên thành nhân tạo nên cái thói quen thứ ba không vậy? Rồi, thành rồi. Luôn. Liên tục. Khẩn trương không liên tục liên tiếp gì cả. Tải ngay cái ảnh về. Không dùng luôn luôn về. Rồi làm thôi. Tôi kéo ba cái ảnh này về đã. Save IMAP là đây là trending 1 đúng không? Ok, chúng ta đã xử lý như sau. Đúng nhỉ? Đây, trending unit đúng không? 4. Chúng ta có div, có class là trending, trừ content. Trong này có một thẻ A trước này. Thẻ A có img, là trending 1.jpg. Xong đây là thẻ hát mấy? 5. Tôi thích để thẻ hát 3 đúng không? Hát 4 đi. Rồi. Ra copy một cái. Wow, không copy được. Rồi. Chào mọi đã. Ok, đây đúng không?
tạm thời chúng ta quăng thằng này và thằng quăng hai thằng dưới đi, chúng ta duplicate cái này lên hai lần nữa, chữ được rồi. Ủa tôi xóa chữ đi à? Tầm bậy tầm bạ. Ê, thẻ H4 rồi. Ok. Xong chưa? Bây giờ sao? Thử với nhá. Trending content này. Padding 0.5 pixel. Được không? Mười luôn. Cho nó kinh. Chúng ta sẽ có CNS để trending unit đúng không? Chúng ta sẽ có là trending content padding 0.10 pixel. Quăng cái trending unit này đi. Được chưa? Không được. Kệ không? Chờ tí. Sau đó chúng ta bỏ cái background của thằng trending đi là được. Đúng không? Xong. Được chưa? Sửa nội dung là ảnh. Sửa ảnh. Đây là tôi để là đang là trending 1. Cả mấy cái đều là trending 1. Trending 1. Đây là trending 2. Đây là trending 3. Đây chúng ta lấy cái text ở đây. Trending 2. Rồi. Trending 3. Xong chưa? Thế là xong. Đỡ nhọc. Bảo không nhá. Cái trò chúng ta làm không khác thì tô màu và bây giờ là viết nội dung, khoanh vùng, bắt đầu là tô màu các vùng. Đấy, nghe xong phần trên, phần dưới cái này thì còn dễ nữa. Đúng không? Nghe cực kỳ dễ luôn. Làm cho tôi phần này. Làm tôi phần nội dung ở phía dưới đây, code tôi sẽ đẩy lên.
mình làm đẹp phết nhỉ. Được chưa? Phần dưới này dễ òm mà. Này, phần này thì quá dễ luôn. Thì lấy cái ảnh gái xinh này đi. Đây là phần này là phần nào nhỉ? New unit nè. Đây là tôi để là new unit 1. New to unit 1. Xong. Đây là content. Content thì chúng ta có một cái thẻ A ở trên này. Inspect. Chúng ta để thẻ H3 xong đến thẻ A. H3 xong đến thẻ A. Ở đây là ảnh đế, ảnh hậu gì gì đấy. Rồi. Xong. Ở bên cạnh, ở bên dưới là cái cine. Cine. Đây chúng ta để là cái thẻ. Để thẻ P đi. Trong thẻ P này có thẻ strong. Strong hoặc đến thẻ A. Đấy, cái xin em. Chữ xin em là phải là thẻ A. Còn đây là thẻ span. Một giờ trước. Reload trang. Đấy, tí nữa chúng ta padding sau. Padding cái phần này sau.
Sau đó là chúng ta sẽ có cái đoạn text ở phía dưới này. Sau đó này lại có cái gì đấy sai sai sao? Nữ nghệ sĩ Hàn cái gì đấy? Xong. Rồi. Thì đây là cái thẻ ảnh này. Sau sau đấy bên này là text này. Text này thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành loại bỏ cái background trước đã. Đây là new content. New unit này. A new unit. Padding 020 không này, border này. Border bottom này. New content đây bin 2200 background green. Bỏ đi. Thằng này cũng bỏ đi nốt. Đó, xong. Giờ chúng ta sẽ tiến hành là padding. Padding thằng này ra. Padding cái thằng content này ra. Chúng ta đang có new content côn 8 đây rồi. Cut. Deep. New content. Bê nguyên cái mớ kia vứt lên. Xong. Không có gì thay đổi đúng không? Chúng ta sẽ sửa lại cái new content. Padding 0. Bên phải là 5 pixel thôi. Dưới 0. Bên trái là 10 pixel. Được chưa? Đủ đẹp chưa? Cái này là hình như tôi đang thừa thẻ strong trong này. Strong. Đây. Strong. Sau đến thẻ span. Đó, cine 10 phút trước. Xong rồi, còn lại cái phần ở dưới này tôi sẽ để cái new unit rồi sẽ duplicate lên một mớ. Đây là tôi có phần nội dung. Nhiều thế. Đấy. Duplicate này lên. Thế là xong cái nội dung của phần content chính. Bảy code. Nhanh mà. Làm cái này siêu nhanh luôn. Chính ra cái trang kênh 14 này nó không quá phức tạp. Bạn lấy này ghép lại đi xem có được không. Tí nữa đến 8 giờ chúng ta sẽ... Tôi sẽ cho chúng ta làm một phần khác. Chúng ta làm thêm một cái page nữa. Chúng ta luyện tập. Cứ đẩy code, kéo code vì đã. Các phần quảng cáo thì chúng ta chỉ đơn giản là copy những cái ảnh, nhét nó vào thẻ A đưa sang bên này là xong. Thì nữa bỏ phần 3 đó, border đi. Hết phim. Không có gì nhiều cả. Sao mùi gì nhỉ? Có thấy mùi thịt nướng không? Xong chưa?
xong đọc cái kết lên. Xong để hai cái kết ngang nhau. Rồi đổi enter xuống. Được chưa? Yeah, chưa được. Còn kiểu CSS đúng không? File lại nó đi. Mấy cái nhà đó, mấy cái ảnh trên kia nó cũng bằng nhau rồi. Bạn nào xong xuôi thì mần cho tôi tiếp phần này. Xong thì ngâm cứu nốt phần này, thời sự giải trí này. Sao thì làm phần giải trí là thời sự giải trí đấy. Bỏ cái phần tin mới nhất đi nhá. Sao cái phần thời sự với giải trí này làm delete? Gọi này làm delete. Đầu tiên là bổ dọc này. Đúng không? Xong sao nữa? Xong chia làm 3. Đúng không? Phần này thì làm được gì? Cái thời sự thì làm được gì? Có chết nhầm. Thời sự thì làm được gì? Chữ thời sự rồi. Chả A. Gì nữa? Cái màu cam thì làm được gì? Có nhất thiết phải là ảnh không? Border. Border solid, màu cam. Gì nữa? Nếu mà tôi muốn làm kiểu này có được không?
Ví dụ tôi làm sao.com này phần này có một cái khá hay. Lầu thê, lầu thê. Đây. Tôi muốn làm cái này. Tôi bê cái đường kẻ này của thằng làm sao này. Vớt sang bên này, vớt sang bên cái thời sự này. Gạch cái chân nó cho đến đây. Các bạn thử nghĩ cách làm được này. Hả? Bật mí nhá, cái này là cái ảnh. Cái đường kẻ này là cái ảnh. Có bạn nào nghĩ ra cách nào để nhét được cái ảnh vào đây không? Border image. Ẩm thực cho inline blog. Đây là một thẻ đúng không? Bạn như theo bạn đây là một cái thẻ đúng không? Có bạn nào có ý tưởng khác? Thẻ là không đúng không? Đây là ảnh. Đây nó là ảnh, nhưng mà ảnh dùng như thế nào? Ví dụ này, gợi ý này. Bình thường ảnh nếu nó là ảnh thì nó kích vào đây chúng kéo ra được đúng không? Hôm trước tôi dạy rồi. Đúng chưa? Nếu là thẻ IMG cầm mà kéo ra được. Còn nếu mà cầm vào mà không kéo đi được thì nó là gì? Background image. Đúng không? Đây. Chuột phải vào. Inspect. Chúng ta sẽ nhìn thấy nó, đây là thẻ H3 đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở dưới này nó có một cái background URL. Được chưa? Copy cái URL này. Copy cái URL pet xuống. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đường, cái ảnh này. Đây nó chính là cái ảnh đường viền đấy. Xong chưa? Repeat là gì? Lặp lại. X là theo trục tung, à, trục hoành đúng không? Repeat theo trục hoành, không repeat theo trục tung. Chưa chắc. Với lại thực ra những cái này nó cũng chẳng tốn bao nhiêu dung lượng đâu mà. Cũng chẳng cần phải tối ưu làm gì. Nào, làm luôn cho tôi phần này. Và cái phần thời sự giải trí này nhét thêm cho tôi cái ảnh như này vào dưới chân ấy, giống kiểu dạng hiển thị như này này. Tôi rất thích cái này của nó. Xấu nhưng mà vẫn phải làm. Khổ thế. Làm thôi đi.
Đây không phải phút tờ đâu. Phút tờ còn lâu. Đây này. Phút tờ còn tỷ năm nữa mới đến. Đấy. Còn lâu.
Xong chưa? Có vậy à? Ví dụ chúng ta thêm một cái phần này đúng không? Phần này đúng không? Đây là special đi, đặt là special đi. Đừng để ở section nào cả, kệ nó, vứt ở đây. Được chưa? Chúng ta để nó luôn, nó là cái special đi. Prefix. Tôi để là spec sector. Xong chúng ta sẽ có hai cái div class và con 6. Được chưa? Hai cái div. Cái này tôi sẽ có thẻ một thẻ H3 ở đây. Class là spec title. Đây là tôi viết chữ thời sự ở đây, trong này có thể span này đúng không? Ra thời sự chưa? Cái thẻ này nó chỉ chiếm 1/2 thôi, thấy không? Được 1/2 chưa? Thẻ H3 hay H2 thì tùy. Nếu thích to thì cho H2 vào đây. Chưa? Rồi, giờ xử lý nhá. Tôi copy cái ảnh này về đã này. Save as. Đây là border spec. .png. Xong. Chúng ta sẽ style cho nó như sau. Spec title này. Spec title. Cái gì thế? Spec title thì chúng ta sẽ có là padding trên dưới là nó đang bị sát đúng không? Bạn nhìn nó đang bị hơi bị sát đúng không? Trên dưới là 10 pixel. 0 pixel bên phải. 10 pixel bên dưới và 5 pixel bên cạnh. Background URL là cái border trừ spec .png. Rồi chúng ta xem nó như nào nhé. Được chưa? Có dành cái ảnh này đúng chưa? Bởi vì nó repeat mà. Background nó học rồi nó sẽ tự động repeat. Repeat cả x cả y để lấp đầy cái vị trí của cái thẻ cái nội dung của thẻ H3 này. Thì nói chuyện này là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta thử. Nếu để no repeat thì nó có mỗi đường không? Đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta muốn nó repeat theo chiều ngang thôi thì chúng ta để nó là repeat x. Xong chưa? Sau đó chúng ta sẽ có thêm cái thuộc tính là background trừ position bằng thì cứ để 5 pixel coi. Lùi xuống tí đúng không? Đây. Tăng lên. Nhích xuống đúng không? Chúng ta để xuống dưới chân đi. Dưới chân chưa? 26 pixel. Được chưa? 26 pixel. Sao nữa? Cái 5 này là cái gì không biết.
cái nam này là nhích, chúng ta để không cũng được, nhích nó lùi lùi sang bên tay phải đi mà, nó để không pixel cũng được, 0.26 cũng được. Bây giờ làm sao để cho cái thẻ này nó được giống như bên này, nó không bị dí vào đúng không? Giờ làm sao? Chúng ta nhìn cái thẻ span này không? Background MMF. Thấy gì? Ở trong mất chưa? Đây này, chỗ này này. Mất chưa? Gì nữa? Gì? Width. À không, padding. Gì? Không, trên dưới không. Hai bên 10 pixel. Được chưa? Xong chưa? Thẻ thằng H3, H2 này chúng ta lấy, chúng ta có cái padding 5 pixel ở bên ngoài này, giờ chúng ta sửa lại là 10 và 0. Được chưa? Giờ có thêm gì nữa? Làm sao để có cái gạch ngang ở đầu này? Cái này này. Có gì? Border chữ left 3 pixel solid orange đi. Cái này phải 5 pixel. Đúng không? Chúng ta sửa lại cái padding này. Chẳng nhẽ không có pad, thôi bỏ cái padding đi vậy. Bỏ padding đi, chúng ta sửa lại cái position của thằng này. Lên chưa? Này đã được chưa? Hết phim. Đấy, giờ tôi copy cái này tôi vứt vào. Cho thẻ spec. Đây. Xong, spec span. Thẻ span của nó thì có cái background là màu trắng, padding là 0.10. Reload. Được chưa? Xong chưa? Xong rồi chứ còn gì nữa. Bởi vì cái thời sự tôi có hai cái mà, thời sự và giải trí mà, đúng không? Thế tôi chế nó như thế này thôi. Được chưa? Rồi phần còn lại các bạn có làm được không? Phần còn lại thì là siêu dễ rồi. Cái ảnh này hai chia đôi này, cái này quá dễ rồi nhá, đúng không? Cho các bạn thời gian từ giờ đến 8:30 để hoàn thành bằng này thứ nha. Tôi sẽ đẩy cốt lên. Hả? CSS đây. Nó là phần này. Đẩy cốt lên nha.
làm gì. Sự do cái này là cái gì đây thầy? Đó. Thế nhưng mà vâng ạ. Trời ơi.
vất vả đấy. Không có vẻ đau khổ, cứ thong thả, còn nhiều, còn nhiều cái đau khổ hơn.
Xong chưa? Xong chưa? Lòng thế. Lần nhạc, lần nhạc. Thank you.
Xong chưa? Để Harry 2, Harry 3 mày chuẩn bị.
36 rồi. Không chờ đợi đến bao giờ có người xong. Các bạn nào thắc mắc gì không? Và phải hỗ trợ gì không? Về nhà nào thôi, tuần này có phần phút tờ nhé. Phút tờ thì dễ hơn. Buổi sau chúng ta chuyển sang, tôi sẽ để các bạn nguyên một buổi thực hành làm cái trang này. Ví dụ vào một cái danh mục bất kỳ. Đấy. Nguyên cả trang này. Tất nhiên là bỏ bớt những cái phần nó khó quá như thế này ra. Đây, phần này thì phải làm. Đấy. Mẹ cái gì, cái này chỉ code được khoảng 2 tiếng là xong. Căng. Căng bởi vì phần trên này các bạn bê từ bên kia sang. Footer cũng bê từ bên kia sang. Đúng không? Nó làm mỗi tí nội dung thôi. Bài nguyên thì có sẵn hết rồi. Làm lại ai không? Đây nó là cái chúng ta đang cố đấy là HTML lập tức, nó không thay đổi được đúng không? Sau này tôi sẽ hướng dẫn khẩn sử database và PHP để đổ nó vào ngày này qua ngày khác nó sẽ thay đổi. Chứ ngày nào cốt lại mà chết à? Thế thì tay to phải biết. Đúng rồi, mấy thằng cốt thì đi trao thì bạn nói là tay to hơn chân. Ok. Tốt. Trong mình không có cái này 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 có c
nên là của đấy. Bởi vì cốt các bạn làm tên toán một lần thôi chúng ta đều chứ không biết cái thằng nào này. Cố đi vào một cái này, sao này anh nhảy xuống đây rồi? Đâu rồi? Em nào? Cho nó không qua cái. Em chẳng biết. Nói tiền thì chúng ta vui thôi. Thế nên sao không? Ông lại quên cái món thẻ đâu đấy. Thầy ông có vé hôm nay thì chỉ định này. Nhìn cho biết mà chỉ có cái tội là con nghe nghiệp ngu lưu đi như thế này đâu, chẳng có lý do gì để chuộc chuyện quả không có mình tại đâu. Chứng tỏ là mày thiếu lắm rồi vậy. Chẳng chán như vậy thì mới có cái thằng thò ra thằng đàm như này thằng thò rồi, giờ tìm đi, giờ tìm đi gặp này. Đây là cái tội nhân rồi. Vì đến cái này có tình khác nhau. Không có ngày đâu. Đây ạ. Sao lại chúng ta đây? Ông phố hay là đến nào cốt? Nó không có thể cảm ơn mình thu. Thì nó không nhận được nó cứ thu vào thôi. Thu đến đâu nhìn nó nhận là phải đi. Thẻ đó thì nó không vào thôi. Thẻ đâu? Thẻ đó không thể đó này. Ừ, thì thẻ đó không phải đâu. Thank you.
Ông đặt này vẫn chưa tập để tư dạy hoàn đâu. Nó chậm quá, nó không nghĩ ra, nó đặt tên lát là tùng ngóc chó. Nó đúng tên thôi, nó bây giờ đi làm được rồi. Câu chuyện nhiều đi, câu chuyện vui mà sự thật là cố gắng. Bây giờ nó đi làm và kiếm ra tiền rồi. Lái xe taxi đường dài. Đâu, đi cốt giao diện. Ôi rồi, hôm nay nghỉ sớm tí. Về nhớ làm xong cái phần này nhá, buổi sau tôi sẽ chữa cho các bạn. Chứ buổi này chữa nhìn bây giờ nhìn được có mỗi ông cuối cùng làm là còn tạm tạm. Còn lại cốt ngu không chịu được. Tôi thật luôn, à còn bạn nữ ngồi ngoài góc này cốt tương đối khá nữa. Còn lại đôi 4, 6, 7 đứa còn lại là cốt ngu. Không ngửi được.